Hello cho các bạn. Hôm nay mình sẽ cầu dưới đáy biển. Trước tiên là mình sẽ leo lên một cầu thang. Thử thách là xây cầu ở dưới đáy biển. Xin cầu. Lâu nào cao dữ ta. Lầu xong nhảy xuống đáy biển để xây. Hơi ngầu xíu. Lên sao cao quá ta, đi ngoài hết ta, kỳ ghê, có thua lùi à. Mà cầu thang nó cũng nhỏ nữa, trời ơi trời, lên thôi leo lao, ôi giời, ôi giời, cầu hồi nào mình đã xây được, sắp hết, xây được một phần ba cái cầu rồi, cầu dưới nước, đây là cái chân cầu. Ừ, đây là con gì vậy? Quái vật dưới nước hả? Cái con cung hả? Sẽ tiếp nào mấy bạn ơi. Mình sẽ đặt ở đây một cái bóng đèn. Để dưới nước là nó sáng rồi. Sáng lên đó các bạn. Đó. Xây đây một bóng đèn là sáng sủa, xây ra xây. Giờ khi mới xúc chăng. Tiếp nào. Sâu quá ta, cái biển này hơi sâu ấy. Sẽ tiếp tục. Sâu với ta. À, rồi biết bơi á. Điều chỉnh vừa bay vừa xây vừa bơi lội dưới nước vừa xây xây nào các bạn ơi, xây đê xây đê xong rồi có là dạ. Xe nào các bạn ơi, xe đập 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 nào. Các bạn ơi, xe tết đê, xe tết nào. Mấy bạn bây giờ xe cầu dưới nước vậy chưa? Mình sẽ xe cầu dưới nước. Thử thách hơi bị hắc não xíu. Xe cầu đi dưới nước. Hơi fail gì? Sẽ tiếp nào, sắp tới rồi sẽ tiếp với bạn. Bật 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 bật. Tiếp xong rồi, mình sẽ ở đây mình sẽ được 1 phần 3 cái cầu. Bây giờ chỉ còn 2 phần 3 nữa là xong cái cầu rồi, sẽ tiếp tới với bạn ơi. Sẽ xây khó ta. Xây mà cứ bị tụt, bị chìm xuống dưới luôn. Hay là mình đeo bình oxy á. Thì chết ngập dưới rồi. À, sẽ thêm cái chân cầu không ta. Cái chân cầu sẽ sao cho nó định ra đó đẹp rồi đó các bạn à, đi thử lên cái cầu vậy yeah. Ngon 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 cầu dài với người ta, cầu này chắc cây số quá, xây là mình đi đúng rồi, đi xuyên qua đại dương luôn các bạn à. Vừa đi vừa nhảy, vừa đi có còn lại vừa nhảy được, cái này vừa nhảy được, nhảy lên đi. Cầu dài dưới trời, tức là thằng cái này mới bóng đèn, đèn điện, đèn led này gọi đèn led, nó sáng sủa cầu với đi, cầu dài cây số thôi, không dài lắm đâu các bạn. Người thường đi thì chắc đi khoảng 5-10 phút là tới. Mình đi làm màu mè mình nhảy đi vậy, còn đi nhanh lắm, cầu đi nhanh lắm, vừa đi vừa nhảy.
cái cầu đúng 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 rồi, trời ơi. Đó, cái cầu dài, chim có cái cầu dài không? Trời đất mẹ ơi, đi ô đi ngược là đường rồi. Cầu đó mình dài dữ vậy trời. Đó, cái gì thấy đáy biển luôn ha. Mình sẽ gần đáy biển luôn rồi, đi lùi. Không đi lùi mới được. Lùi không đi thẳng thấy không không khả quan lắm. Sẽ đi lùi. Đi lùi cái cầu này. He 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 he. Đó, đi lùi hết cái cầu này mới được. Bật từ đó đi hết cái cầu đó nhé các bạn. Sẽ đi thêm vòng nữa. Dạ, chạy 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 chạy. Xuống dưới nào, nó đi hết cái cầu này, đó đi lùi nhanh hơn, đi thẳng là vì nó sốc. Đi không nhanh được, nó đi lùi nhanh, đi lùi cái cầu nhanh vậy là vừa đi vừa ngắm được dưới đáy đại dương, đi quanh cái cầu này. Ây, bơi lại ra bị tụt xuống cái cầu. Đấy chứ cũng khó lắm nha, đi trên cái cầu này khó lắm nha. Khó lắm nha các bạn ơi. Đó. Ghê chưa. Đó. Nó dưới này dưới này chịu. Ây da, bơi lên lại. Cái cầu. Đó, bạn nhìn thấy là cá tung tăng dưới nước. Cái cầu này là nó không giờ nó nổi hết á, mình sẽ cầu này nó không cầu này gọi là cầu cầu không nổi, là không giờ nó nổi luôn, mặt nước nổi hết. Tại vì nó làm bằng bê tông mà các bạn. Sao nổi được? Đó, thấy cái cầu đó mấy bạn. Với lại đi nào đi lại cái bộ môn tốc bình thường thì khoảng 10 km trên một giờ, đi cũng không nhanh lắm, từ từ thôi các bạn. Bạn đi các bạn thấy cắm đấy, đây là dưới đấy này, đây là dương này, các bạn thấy được cái dương sâu không, dưới mấy con cây lục bình cây bèo gì đó ghê lắm. Đó, cầu an toàn. Thật sự cậu đi lùi với cái cậu hơi bị quá dị xíu hay nha. Mọi người ơi, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình tên là Lê Nguyễn, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra tập tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn, tạm biệt, bye bye.